Chào mừng quý thính giả đến với kênh Nghe Chuyện Hay. Quỳnh Giao rất vui được gặp lại quý thính giả trong khung giờ đọc truyện quen thuộc hàng ngày trên kênh Nghe Chuyện Hay. Thưa quý thính giả, trong khung giờ đọc truyện hôm nay, Quỳnh Giao gửi tới quý thính giả một truyện ngắn hay của tác giả Lý A Kiều, truyện ngắn Người đàn bà chín ngón. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn này. Bài chầu đeo gùi đựng chiếc áo bông cũ kỹ, tay chống cây gậy cắm cúi ngược dốc đi tìm bố. Ông ấy theo đám nấu củ hương lên núi Đùng đã mấy tháng chưa về. Con gió đầu đông luồn qua những nhánh lau, tạt vào thổi tung mái tóc rối. Tiếng hoãng kêu oang, gà rừng động tổ tao tác, bước chân trẻ thơ giật thon thót. Toàn chạy quay lại mấy lần, nhưng tiếng mẹ dặn thúc giục nó bước tiếp. Nếu không đưa được áo cho ba thì đừng có về nhà. Khu nấu gù hương xa hút hát cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Một thằng bé nhảy chồm chồm ra chặn giữa đường, trợn mắt nạt nộ. Bài chầu sợ tím mặt, thằng bé bắt nó đặt gùi xuống, lục tung lên và dùng cây gậy đập mấy lần vào chiếc áo bông nhàu nhĩ bụi bặm. Không có gì à, thế thì cút. Bài chầu nghĩ ngợi một lát rồi lôi nắm cơm nhỏ xíu giấu trong cặp váy ra đưa cho thằng bé. Nó bĩu môi, hứ, nguội thế ai mà thèm ăn. Nói vậy nhưng tay vẫn giật lấy nắm cơm, lột lá chuối ra và cắn một miếng. Những hạt cơm xẻo queo dính dính hai bên mép. Mắt thằng bé trợn lên, miệng cắn lấy cắn để nắm cơm, chẳng cần nhai mà nuốt ửng ực. Một tay hất hất ra hiệu cho con bé đi vào trong. Con bé lom khom dịch từng bước nhỏ ra đằng sau lán bạt, chỗ nhiều tiếng ồn ào chửi bới phát ra. Hôm nay đen như chó, đi tòng cái đồng hồ SK. Nước lào xào xối ra ngoài theo lỗ thủng trên tấm bạt, khiến con bé co rúm người lại. Bỗng tiếng nổ chát chúa vang lên, làm nó giật nảy mình, ngã bổ chừng về phía sau, mùi khét nồng nặc. Con bé sợ hãi nhưng vẫn lấy hết can đảm bò dậy, ngó vào bên trong. Người đàn ông có bộ râu quai nón lầm chầm khắp mặt, tay cầm khẩu súng, đứng gác một chân lên chiếc ghế chữ K, khẽ nhếch mép nhưng không phải cười. Dưới đất trải mấy mảnh chiếu sách, hơn chục người ngồi đó, mặt dại ra sau tiếng súng. Người có khuôn mặt dữ tợn, đưa mũi, ủng cạ cạ vào cằm người đàn ông nhỏ thó, nâng khuôn mặt đầy sứt sẹo của y lên. Mày chơi bao nhiêu ván mà vẫn thua? Cho tao gỡ thêm một lần nữa. Cái rái khô còn sắp không gỡ được nữa đòi. Hồ lì bĩu môi, ấn mũi giày hất người này ngã về phía sau. Tay rút con dao phai sáng loáng ném xuống đất, quay sang mấy thằng choai choai đứng trực bên cạnh. Lấy một ngón tay gửi về cho vợ nó, bảo còn muốn có chồng thì bán trâu mang tiền lên chuộc cái ấy của nó về. Bọn chúng vâng dạ rối rít, súng vào giữ chặt con bạc. Một thằng vít cánh tay nổi gân xanh lét của người này kê lên khúc gỗ. Chúng hơi run nhưng trước mặt anh hồ lì không đứa nào dám không tỏ ra vẻ thành thạo những động tác này. Người đàn ông nhỏ thó cúi gằm đầu, cắn răng chuẩn bị cho nhát dao đoạt ngón tay đã từng chứng kiến một vài lần. Ngón tay trỏ đã kề vào khúc gỗ tròn đặt dưới đất. Dao chưa kịp chém xuống thì có tiếng trẻ con thét lên. Bài chầu dùng hết sức xé toang tấm bạt lao vào chỗ ba nó. Ba tao đấy, bỏ ba tao ra. Con bé ngồi thụp xuống, xòe bàn tay bé nhỏ úp lên bàn tay gân guốc của ba nó. Bài chầu, mày vào đây làm gì? Mẹ bảo ba về nhà. Con bé mặt tái mét. Hồ lì trợn mắt. Sao lại có đứa bé ở đây? Lôi nó ra ngoài, còn không chặt đi, nhanh! Ba nó nhìn bàn tay bé xíu, đen đúa nhựa cây rừng đang run rẩy úp trên tay mình. Nếu chặt ngón tay của mình thì còn ai làm ăn?
hay lấy tay con bài chầu thay vào. Ý nghĩ khủng khiếp vừa trôi qua, ông ta giật lấy con dao trước sự ngạc nhiên của những người vây chung quanh. Không chút do dự, ông nhắm mắt chém xuống một tiếng bập lạnh ngắt. Con bé thét lên, nhìn xuống ngón tay vừa lìa, mắt nó trợn ngược, ú a ú ớ. Phòng hồ chưa hết kinh ngạc trước hành động của con bạc, thì tiếng bước chân chạy rình rịch chung quanh lán, tiếng chó sủa óc ách tiến sát gần liếp bạt, khiến ai nấy mặt mày tái mét, loạn xì ngậu lên. Thằng bé canh cửa vừa thở hổn hển, vừa ngã rúi rụi vào bên trong, khiến phòng hồ luống cuống chạy lại đỡ lấy nó. Thắng, mày bị sao vậy con? Cháy, cháy lán rồi. Thằng bé lắp bắp câu ám hiệu rồi ngã vật xuống. Hồ lì buông thõng cánh tay, không phải để biểu lộ sự sợ hãi, mà là chưa hết ngạc nhiên vì hàng loạt việc đến quá nhanh. Đám con bạc chen nhau xé bạt tháo chạy, một bàn chân thô sần sùi vô tình dẫm lên tay bài chậu làm nó choàng tỉnh. Hình ảnh đầu tiên găm vào đầu con bé là ba nó đang cố xô đẩy chen những người phía trước để thoát thân. Chỉ còn một mình hồ lì đứng chết lặng giữa nhà. Ông ta đeo khẩu súng lên vai và cúi xuống tát mấy cái vào mặt thằng bé. Thắng, dậy, mẹ mày, đồ ăn hại. Hồ lì nhổ bãi nước bọt, lấy lại bình tĩnh, xốc nách con trai toan chạy ra phía sau lán. Chợt một bàn tay nhỏ, yếu ớt bám vào chân, khiến ông giật mình cúi xuống. Hóa ra là con bé vừa bị chính bố nó sử một ngón tay, máu còn đang chảy. Chùm bạc sừng sỏ, khét tiếng vùng núi lùng, bỗng thoáng bối rối, ngập ngừng giây lát. Ông cúi xuống, xé toang vạt áo bọc vào vết thương cho nó, rồi lôi sành sạch hai đứa trẻ lao ra khỏi lán. Tiếng người vây bát, tiếng chó huyên náo cánh rừng, những khẩu súng an ninh đang chĩa về phía mình. Hồ lì gầm gừ mặc cả. Muốn hai đứa trẻ này sống thì để tao đi. Vòng tròn súng từ từ hạ xuống, lui xa hai bên. Phòng hồ liếc nhanh, nhìn thấy con ngựa vẫn dùng để thổ hàng hàng ngày buộc bên góc lán. Ông cởi dây cương, xốc con bé lên trước, rồi cắp nách thằng con trai nhảy lên phía sau yên. Ngồi vững nhé. Phòng hồ hét vào tai con bé, một tay ghì dây cương, tay kia giữ chặt thằng nhỏ phía sau, hai gót chân thúc mạnh vào nạng sườn của con ngựa. Ngựa hí vang, dậm chân rồi phi về phía sườn đồi thoai thoải. Thoáng chốc, chỉ còn nhìn thấy vạt áo bành tô của chùm bạc núi lùng bay lất phất. Nửa khuya, phòng hồ mới dám mò vào nhà mẹ vợ. Nghe tiếng gọi cửa dồn dập của con rể, bà già lọ mọ đi xa, vừa mở cửa vừa chửi. Quân khốn nạn, ăn nắm mà nửng mỡ, lại về hành tao. Bà nhanh cái tay lên. Ôi giời ơi, lại bị làm sao? Bà già gào lên khi nhìn thấy đứa cháu ngoại mềm lả trong tay bố nó. Bà vừa lu loa, vừa lật đật chạy khắp nhà, lục tung mọi thứ để tìm. Cuối cùng chợt nhớ ra lọ dầu cao để ở đầu giường. Con bé nép vào sát góc tường, khe khẽ đôi mắt mệt mỏi lại. Đêm khủng khiếp trôi qua. Phòng hồ bưng chậu nước nóng, pha mấy hạt muối đến bên giường. Lúc này con bé vẫn còn đang mê mệt. Ông nâng bàn tay nhỏ cuốn bọc rẻ lên, khẽ cởi nút và thấm nước muối, dỡ dần từng vòng cuốn ra. Máu khô đông cứng thành tảng. Phòng hồ lặng nhìn bàn tay nhỏ tím tái khuyết một ngón, miếng rẻ dính bết vào xương. Khuôn mặt bặm trợn của ông thoáng co lại, không thể giật miếng rẻ vì sợ nó đau. Ông thấm từng giọt nước muối vào, tỉ mỉ bóc miếng rẻ khỏi tay con bé, ném xuống nền nhà. Sau đó ông dùng thứ bột màu đen đã tán mịn rắc lên vết chém, cẩn thận dùng miếng rẻ sạch băng và thắt nút lại. Trốn ở nhà mẹ vợ một ngày mà vẫn chưa thấy động tĩnh. Phòng hồ ngao ngán bưng bát lên,
nhìn mâm cơm đạm bạc chỏng trơ, đĩa rau lang luộc chấm nước muối xanh lét. Bà cho người ăn hay lợn ăn? Chúng mày không ăn thì biến. Phòng Hồ buông bát, rút trong túi ra một cọc tiền đập dầm xuống mâm. Tiền này bà để mà nuôi thằng Thắng. Bà già ngẩn người nhìn bọc tiền, nhìn sang đứa cháu ngoại khẽ gật gật đầu đồng ý, nhưng lại ái ngại liếc sang con bé kia. Anh mang đi theo à? Cái thân tôi còn không xong, mang vác gì? Thế định vứt nó đi à? Bà cho nó ăn vài bữa, có chết được không? Nhà này không thừa cơm. Thằng bố nó nợ tôi hai con trâu, tôi khác nhắn vợ chồng nó lên chuộc con bé. Trâu đấy coi như là của bà. Thế mà tôi cứ tưởng là con rơi con vãi của anh cơ đấy. Bà già nói với Phòng Hồ rồi quay sang nhìn con bé đang cắm cúi gầy cơm. Vừa điếc mà lại có giá bằng hai con trâu cơ đấy. Ở đây với bà, chờ bố mày mang trâu lên, bà cho về. Con bé vẫn lầm lì gầy cơm. Phòng Hồ đứng dậy, khoác áo bành tô đi ra ngoài, nhảy lên yên ngựa, toàn quất roi, thì con bé buông đũa chạy theo, bám lấy chân ông khóc òa. Ông ơi, cho cháu về nhà. Bỏ tay ra. Phòng Hồ giận dữ hất mạnh chân, con bé ngã dằn mông xuống đất. Thoáng chút lưỡng lự, ông ta nhảy xuống đỡ nó ngồi dậy. Nín ngay, không khóc nữa. Cháu sợ. Sợ cái gì? Cháu sợ người. Phòng Hồ hất tay con bé ra khỏi vạt áo, nhảy lên yên, thúc ngựa phi như bay ra đường. Ngày nào bà già cũng ra vào cằn nhà cằn nhằn, ngóng mãi mà không có ai đem trâu lên chuộc con bé về. Hôm sau, có hai người lạ đến báo cho bà biết hồ lì đã bị bắt. Hắn nhắn bà muốn đòi trâu thì đưa con bé về bản sáng đổi cho bố mẹ nó. Bà già đành phải dắt theo hai đứa trẻ ngược miền núi lên bản sáng. Nhà bố mẹ nó không có trâu, không có gì đáng giá ngoài một người đàn ông ngồi thu lu trong góc chiếc cũi đóng bằng gỗ, đôi mắt trắng bệch ngóng ra ngoài. Mẹ con bé ít nói, nét thanh tú sắc lẹm một thời còn phảng phất trên gương mặt, điểm chút tàn hương của người đàn bà đã hai con. Đôi mắt gườm gườm đầy tức giận nhìn chồng ngồi trong cũi. Bà lạnh lùng dặn con gái: xuống đấy ở với người ta, đến khi nào có trâu tao đón về. Bà già không lấy được trâu nên đành lóc cóc dắt hai đứa cháu đi. Con bé cúi gằm mặt, trong đầu nó réo rắt gọi mẹ, chạy theo kéo mình lại. Nhưng mẹ đã ẵm đứa em vào trong nhà. Nó muốn ba tháo cũi chạy ra quất vài roi vào mông trước kia, nhưng những thanh gỗ đã được mộng lại chắc chắn như một nhà tù nhỏ khép chặt lại trước mặt người bố tội lỗi. Phòng Hồ bị xử lưu động làm gương. Bà già dắt hai đứa cháu xuống xem. Bản án 27 năm xứng đáng với loạt tội danh của y. Mấy tháng sau, chân trái của Phòng Thắng bị bại hẳn, chỉ đi lại quanh quẩn trong nhà. Hết tiền, bà già dắt con bé lên nhà bố mẹ đẻ đòi trâu, nhưng vẫn chưa có, nên lại đưa đến trại giam thăm con rể. Việc quan trọng là hỏi ông ta xem còn cất giấu tiền với vàng ở đâu không. Phòng Hồ nhìn chân chân vào gương mặt xinh xắn của con bé: sao chưa về nhà? Bà già chen ngang: thằng bố bị điên nên vợ nó nhốt trong cũi rồi. Cơm còn không có ăn, lấy đâu ra trâu? Tao giữ con này lại làm việc trả nợ. Con bé ngước đôi mắt long lanh nhìn Phòng Hồ. Ông khẽ chau mày rồi quay lại nói với mẹ vợ: từ nay nó là con gái của tôi, tên là Phòng Thanh Châu. Thanh Châu được khai sinh lại trong ngôi nhà của bà già. Cuộc sống của cô gái 27 tuổi quanh quẩn bên máy xay đậu ngoài trái nhà, nồi nước chua trong gian bếp,
dài nhất là con đường xuống trại giam thăm bố nuôi hàng tháng. Thắng què bị liệt một chân nhưng cũng không được yên ổn với đám anh chị em cùng cha khác mẹ. Đến cả bà già cũng không biết chàng rể tướng cướp có bao nhiêu đứa con rơi con vãi. Cứ dăm bữa nửa tháng, họ lại kéo nhau xuống, nọc thằng em cùng bố khác mẹ ra đánh và tra khảo. Thời gian này họ làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chéo, nên nhớ đến ông bố đang tù tội. Chẳng là họ quả quyết, trước ông đã cất giấu rất nhiều vàng trong những năm đi làm ăn mà chưa chia cho một đứa nào. Thời gian đó Thắng còn nhỏ nên được đi theo làm chân giữ cửa lán, nấu gù hương. Thế nên chắc chắn hắn biết vàng giấu ở đâu. Cha khảo xuông chán, Phòng Hùng túm cổ áo Thắng, táng một nắm đấm vào giữa mặt, làm hắn ngã rúi rụi xuống giữa sân. Mày que thì làm được cái gì? Giữ vàng để chôn bố mày à? Phòng Thắng đưa tay quẹt ngang vệt máu trên mép. Bà già lật đật chạy ra chạy vào, lù loa nhưng không dám can. Thanh Châu đứng im lặng, chẳng tỏ thái độ gì với đám đó. Cho đến khi Phòng Hùng tra khảo Thắng không được, quay ra chỉ tay vào mặt cô. Con chín ngón, chúng mày bảo nhau nói cho tao biết lão tù kia để vàng ở đâu. Sao các anh không đến trại mà hỏi ông ấy? Cô vặc lại. Mày dám láo với bọn tao à? Tôi nhịn các người mấy năm rồi nhé. Các người cút khỏi đây. Cút. Thanh Châu chỉ vào mặt hết lượt những người con của Phòng Hồ, hất tay ra cổng. Đám ấy thấy cô nổi điên, cũng thấy ngao ngán, lục tục kéo nhau ra về. Bà già chạy đến đỡ cháu ngoại đứng dậy, chửi đồng theo sau. Quân khốn nạn, quân chết cha chết mẹ, không ai dạy chúng mày à? Thanh Châu bật công tắc điện, căn nhà gỗ rung lên bởi âm thanh rù rù của chiếc máy xay đậu. Thắng nhảy lò cò vào trong nhà, lên giường trùm chăn kín đầu, đánh một giấc cho đến tận nửa khuya mới tỉnh dậy. Bụng đói cồn cào mới mò xuống bếp lục ăn. Thanh Châu vẫn đang canh mẻ đậu để bà già mang ra chợ bán vào sáng mai. Thắng vừa ăn vừa lã chã nước mắt. Tao hận cái lão tù ấy, làm con của lão nhục lắm, nhục lắm. Anh nói ngu thế. Ông Hùng, ông Hoàng, cả ông Hải nữa, họ cũng là con của bố, họ vẫn lành lặn và vô tư sống đó thôi. Em với anh thậm chí còn không được công nhận là máu mủ của họ, sao anh phải nhục chứ? Thanh Châu cho củi vào bếp. Câu nói hiếm hoi của cô khiến Thắng đang nhai cơm bỗng ngừng bặt lại. Hắn vô tình bắt gặp cái thuần khiết muộn màng thoáng qua trên khuôn mặt cô em nuôi khi ánh lửa soi vào. Bản năng loáng thoáng thôi thúc, nếu không vồ lấy ngay tức khắc thì thật phí phạm. Thắng thả bát cơm xuống, bàn tay thô bạo chộp lên khuôn ngực tròn căng, nhô lên sau lần áo của cô em. Thanh Châu hất tay Thắng ra và tặng cho một bạt tai. Thắng ngượng ngạo, tập tễnh đi ra cửa. Cô nhặt cành củi đang cháy dở ném theo sau, tàn lửa đỏ rực bắn tung tóe. Thắng chưa đi ngủ mà trở vào định ăn tiếp bát cơm nguội. Thanh Châu úp mặt vào hai bàn tay khóc nức nở. Cô bé vừa bị anh trai sàm sỡ, lẽ ra phải nhục lắm, nhưng sao trong lòng bỗng khác lạ, giống như khu đất bị mái tôn che kín hàng năm, không được tưới giọt nước nào. Hôm nay bỗng nhiên bị dột, một giọt sương đêm hiếm hoi rớt xuống mát lạnh. Bàn chân tự nhích dần sát vào bên Phòng Thắng. Thanh Châu khẽ chạm cùi tay vào áo anh, giọng thẽ thọt. Anh Thắng, em cho. 20 năm ngồi tù, lấy đi trọn vẹn hình dáng bên ngoài của chùm bạc năm xưa. Giờ ông ta để một chòm râu mọc tự nhiên dưới cằm, khuôn mặt hơi bẹo xuống bởi những nếp nhăn thời gian, đôi mắt ấm áp nhìn Thanh Châu. Lấy chồng đi,
cứ thế này mãi à? Bố ơi, con với anh Thắng lấy nhau được không? Ông Phòm trợn tròn mắt, giơ bàn tay lên định đập xuống bàn, nhưng lại vịn vào thành ghế. Thanh Châu không thấy ông phản đối nên vui xa mặt, hỏi luôn qua số vàng bà đám anh em thường xuyên xuống đòi Thắng. Ông Phòm tức giận quát ầm lên: con ra đây để moi móc vàng à? Cút ngay! Thanh Châu tiện đường về nhà thăm mẹ. Bà vẫn ở trong cũi, cô mua cho ông một bộ quần áo, đưa mẹ ít tiền tiêu vặt. Ngủ lại với bà một tối, sáng hôm sau mới về nhà. Đúng lúc bà già bắt đôi gà thiến nhốt vào trong chiếc lồng đan mắt cáo, dán chữ hỉ màu đỏ. Bà ngoại bắt gà đi đâu thế? Anh Thắng nhà cô đòi lấy vợ. Chiếc làn tuột khỏi tay rơi xuống đất. Thanh Châu đứng chết lặng. Bà ngoại hớn hở lật đật chạy tới bên thủ thỉ vào tai cô: này, mừng cho anh nó, con người yêu có chửa 3 tháng rồi. Thanh Châu chạy sầm sầm vào trong nhà. Phòng Thắng đang dùng lưỡi dao nhọn cạo nhúng râu lún phún ở cằm. Cô đứng sững, mặt cau lại, dậm chân nhưng không vang thành tiếng. Thanh Châu tức tối chạy ra trái hiên, kéo cầu dao máy xay đậu. Căn nhà nhỏ rung lên bần bật theo từng cơn nấc của cô. Đám cưới Thắng có đầy đủ đàn con trai lẫn gái ở phòng hồ, riêng lẫn chung, hễ ai nhận là con của ông đều có mặt. Sau ngày cưới, họ nán lại chén bằng sạch cỗ thừa mứa và họp gia đình. Mỗi người mừng cho em út một chiếc phong bì, lõi bên trong tùy tâm. Anh cả phòng Hùng là người đưa sau cùng, nhứ nhứ cái phong bì trong tay và ghé sát tai Thắng: nếu mày nhớ ra chỗ ông già giấu vàng thì nói ngay với tao. Thanh Châu nôn khan ngoài giếng nước bởi mùi đồ ăn thừa mứa trong mâm sộc lên. Nước mắt giàn giụa, cô bước vào trong nhà, mặt đằng đằng sát khí, đấm dầm tay xuống mặt bàn. Cô gào lên: tôi cũng gọi ông ấy là bố, tại sao tôi không được họp cùng các người? Lão, hỗn với các anh chị thế à? Thắng vằn mắt nạt nộ em gái: cô út à, có gì từ từ nói. Phòng Hải lại khác, ông cầm tay Thanh Châu tỏ vẻ rất thông cảm: em chửa rồi các anh chị ạ. Thanh Châu hạ giọng: chửa với ai? Cô chửa với ai? Chửa với thằng nào? Thằng nào làm cô chửa? Ai làm mày chửa? Thanh Châu quét tia mắt qua một lượt rồi dừng lại trên khuôn mặt tái mét của Thắng. Cặp môi hắn run run như thầm van nơn cô hãy ngậm miệng lại. Thanh Châu buông tiếng chua xót: em chửa hoang. Đám con phòng hồ im bặt. Thắng chẹp miệng, giọng ngai ngái: của ông già chứ còn thằng nào. Thắng cùng vợ chuyển ra mặt đường làm ăn, Thanh Châu vẫn xay đậu bán. Bà già yếu quanh quẩn chăm 2 đứa con sinh đôi của cô. Chúng chào đời cách nhau vài phút, giống nhau đến từng mm, lớn lên bụ bẫm, tròn trịa, ngày ngày tíu tít bên bà cụ ngoại già nua. Thấy 2 đứa trẻ tranh nhau bắt con gà non mới nở, bà kêu lên: này này, nó chết, lấy gì mà thịt? Ừ, không thịt con này đâu. Bố chung mày, con gì nuôi mà chẳng làm thịt. Ông Phòm ra trại, ngày đi là một thân thể cường tráng, tưởng không có gì quật ngã nổi. Trở về với hình hài một cụ già râu tóc muối tiêu, bước đi không còn được vững. Thanh Châu đón ông về ở trong ngôi nhà ọp ẹp, máy xay đậu quay ù ù suốt ngày. Phòng Thắng làm ăn thất bát, bán nhà, trốn nợ. Bà cụ đột nhiên lẩn thẩn, nửa đêm mò mẫm ra ngoài bị trúng gió, ngã ngay ở bậc cửa. Thanh Châu với ông Phòm dìu vào trong giường thì bà đã hôn mê. Ngày hôm sau, bà tỉnh lại được một lần, lẩm bẩm điều gì đó. Ông Phòm ghé sát tai vào miệng bà hỏi:
cụ có dặn gì chúng nó không? Trả hai con trâu cho tao. Thanh Châu tức tốc phi xe về bản giáng, hỏi vay mẹ một ít tiền để trả nợ cho bà cụ đi thanh thản. Người ta nói, nếu không đưa tận tay trước lúc bà về thế giới bên kia, thì món nợ của cô sẽ trở thành món nợ truyền đời, truyền kiếp. Mẹ cô vừa bán cặp trâu, nhưng khi con gái hỏi tiền, bà mặt lạnh như đá. Chết còn đòi tiền, con chỉ muốn bà đi nhẹ nhàng. Ông bố ngồi trong góc củi, nghe hết câu chuyện của hai mẹ con. Ông cuống cuồng tìm đường chui ra khỏi củi, nhưng những thanh gỗ được đóng lại chắc chắn mỗi khi nó chưa kịp mục, như một bức tường vây lấy cuộc đời ông. Thanh Châu ái ngại, từ lâu cô không còn nghĩ nhiều đến người bố đã cho giọt máu để cô được có mặt trên đời này. Mỗi khi nhìn xuống bàn tay bị thiếu một ngón, khuôn mặt của ông lúc chém nhát dao cắt đứt tình phụ tử lại hiện về rõ mồn một. Thanh Châu đi đến, vừa thổi vừa xoa xoa vào những ngón tay bị trầy xước thò ra khỏi củi. Ông bố mân mê bàn tay thiếu một ngón của con gái, đôi mắt thoáng cụp xuống, hai hàng nước mắt hiếm hoi ứa ra. Bà mẹ lấy cọc tiền bán trâu đem đến trao cho con gái. Trả nợ cho bà ấy rồi mày có về nhà này không? Thanh Châu lắc đầu. Bà lẳng lặng tìm búa, dao cậy từng thanh gỗ bao quanh chiếc củi nhốt chồng hơn 20 năm. Người đàn ông lủi lũi chui ra khỏi củi, thều thào bằng chút sức tàn kiệt. Ác, ác. Thanh Châu cầm túi tiền vào nhà, sắp trả xong nợ, nhưng trong lòng không thấy nhẹ nhõm chút nào. Bà già bà cô không họ hàng máu mủ, nhưng đã gắn bó với nhau bao nhiêu năm tháng, có chăng vì thế mà phải sòng phẳng đến cả khi sắp sinh ly tử biệt. Túi tiền lạnh ngắt trên tay, nước mắt tuôn trào, cô đổ gục xuống ngất lịm trên bậc cửa. Bà ngoại mất hơn một tháng, Thanh Châu đón con của Thắng về chăm. Phòng Hùng ghen tức, cũng đưa hai đứa con gái đến trước mặt ông Phòng hậm hực. Ông nuôi được con thằng Thắng thì không có cớ gì không nuôi con của tôi. Anh xem đây là cái nhà trẻ à? Vâng, để chúng nó ở đây, ông không xí xớn được với con gái nuôi chứ gì. Ông Phòm xoắn nắm đấm, táng thẳng vào mặt thằng con cả. Máu lập tức tuôn ra khỏi mũi hắn. Phòng Hùng dùng hai ngón tay nhúp lấy vệt máu, mặt hầm hầm, trong đầu nghĩ sẽ đi tìm Thanh Châu. Vừa gặp cô, hắn đã chạy lại ra giá. Nếu cho hai đứa nhỏ ở đây, anh sẽ giải oan cho cô. Thế nào là giải oan? Dù sao thì cũng đưa các cháu đến rồi, anh nói đi. Hai thằng cu sinh đôi là con của thằng Thắng. Anh im mồm rồi cút đi cho tôi. Cút thì cút, nhưng bảo cho em biết thằng Thắng bị tóm rồi. Ông Phòm đứng sau nghe thấy cả, đưa tay bịt miệng, cố không để phát ra tiếng ho, lồng ngực nghẹn thắt lại. Nhặt một cây củi làm gậy, ông tập tễnh đi ra xã, nhưng bị ngăn lại. Ông vòng ra phía sau gian phòng chuyên để tạm giam, vừa quật tới tấp vào bức tường hoen ố, vừa gào lên. Quân đốn mạt, quân tàn dư, mày dám làm nhục con gái tao? Chỉ có tiếng đấm cửa sổ thùm thùm bên trong đáp lại. Ông Phòm thở dốc, ngồi thụp xuống đất, lưng tựa vào vách tường. Thanh Châu chạy đến, đỡ bố dậy. Bố ơi, về thôi, kệ anh ấy. Ông Phòm ngồi ngoài sân đến khuya, mái tóc bạc chờm xuống khuôn mặt khô khốc, già nua. Bóng của ông ngắn lại, nghiêng nghiêng dưới bóng trăng. Đôi mắt nhăn nhúm trực khóc, nhưng không ép ra được một giọt nước nào. Chờ cho đám trẻ nhỏ đã yên giấc, ông gọi Thanh Châu dậy, cầm cây đèn leo lét trên tay,
hai bố con lục tục tìm lại dấu vết hố phân lợn cũ của nhà bà già mấy chục năm trước. Đến khi đã xác định chắc chắn vị trí, cũng là lúc nửa đêm, ông Phòm cùng con gái hì hục cuốc đất lên. Sâu khoảng 1 mét thì chiếc đèn dầu bỗng bốc cháy đùng đùng, ngọn lửa vàng chói bùng lên chốc lát rồi vụt tắt. Ông Phòm cứ thế bốc cả đá lẫn vàng bám đầy đất với phần lợn mục đưa cho Thanh Châu nhét vào bao tải. Lấp xong chiếc hố phân cũ thì trời đã mờ sáng. Đám trẻ con vẫn chưa thức giấc, tiếng ông nhẹ tênh giữa ban sáng. Vàng này bố giấu nó từ đợt chạy trốn, giờ là của con tất, làm gì thì làm. Thanh Châu vẫn chưa hoàn hồn, tâm thần bấn loạn, chân tay run rẩy. Cô gồng mình đổ vàng lẫn đất đá, phân lợn mục loạng xoạng vào thau nhôm. Trong màn sương sớm mơ màng, người đàn bà chỉ còn 9 ngón, tay múc từng gáo nước, dùng bàn chải thường ngày vẫn để cọ chân, kỳ cạch, cọ đi cọ lại cho sạch những viên đá lẫn thỏi vàng còn bám đầy tạp chất.